Những loại thực phẩm tăng cường bản lĩnh đàn ông mà các anh em cần phải biết, chế độ ăn và giải pháp cho triệu chứng rối loạn cương dương. Rối loạn cương dương là hiện tượng cung cậu không thể cương cứng, khó cương cứng hoặc độ cứng không đủ để tiến hành lâm trận cho đến khi xuất tinh binh. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý, ảnh hưởng tới đời sống vợ chồng cũng như hạnh phúc gia đình, có nguy cơ bị tan vỡ. Mách bạn dùng một số loại thực phẩm giúp cải thiện tình trạng trên. Thứ nhất, cá hồi. Cá hồi cung cấp hàm lượng omega 3 cao, giúp nâng cao sức khỏe tim mạch, ổn định huyết áp, tăng cường lưu thông máu tới trung tâm, giúp cậu bé cương cứng hơn, giúp đạt độ cứng tối đa khi lâm trận. Thứ hai, hạt dẻ cười. Nó cung cấp cho cơ thể nhiều chất béo không bão hòa, đạm thực vật, chất xơ, canxi, kẽm. Chúng có tác dụng cải thiện sức khỏe, cơ xương khớp, giúp nam giới kéo dài thời gian cuộc yêu. Thứ ba, hàu. Hàu là thực phẩm rất tốt cho bản lĩnh đàn ông. Nó chứa rất nhiều kẽm, sắt, protein, các dưỡng chất và vitamin. Trong đó, kẽm có vai trò làm tăng lượng hormone testosterone nam, giúp cho đàn ông tăng cường sức mạnh. Thứ tư, thịt bò. Ăn thịt bò với lượng vừa phải có thể làm chậm mãn dục ở nam giới, bởi vì nó có khả năng làm tăng cường testosterone, nội tiết tố nam.